Là lúc đó con có biết mẹ nhập viện không? Dạ, chương trình giấu con luôn. Xong ngày hôm sau con thi xong rồi mọi người mới có trao đổi với con, xong rồi mới dắt con đến bệnh viện để gặp mẹ. Nó nhìn mà nó nhìn ra mẹ, nó cứ đến cận lại dài xong kia nó cóc nó ồ là mẹ, nó cứ nó ôm nó hôn nghe nè. Cái là những cái hình ảnh mà lúc đó là mình không có nghĩ, mình không có nhớ, mình chỉ nghĩ ôm con thôi. Điều mà con muốn nhất là cho mẹ con thay thận được, cho mẹ con có nhiều sức khỏe để sống bên con với ba. Nhiều lúc con cũng nghĩ là nếu mà có một ngày mà mẹ con không biết con ba sao. Lan biết là cứ sáng nào mình thức dậy á là mình cũng bước ra cái tủ lên mình chắp tay mình xin là con xin trời Phật phù hộ cho con sống hết một ngày hôm nay. Xin một ngày đó. Các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cốc. Người xưa cảnh cũ còn đây. Mới đó tới nay đã hơn 10 năm rồi. Wow. Em có nhớ cung trên cung đường này anh và em đã từng đóng chung với nhau một bộ phim, và lúc đó anh còn trẻ lắm, tóc anh vẫn còn dày lắm và anh yêu say đắm em. Em nhớ rồi, thưa quý vị, anh Quốc Thuận đang nhắc đến bộ phim Thẩm Mỹ Viện. À, với đó. Phim Hiệp Sĩ Đường Phố. Dạ đúng nữa. Rồi, Hiệp Sĩ Đường Phố nữa. Lúc đó hai anh em còn trẻ, còn rất là dễ thương. Nhưng mà bây giờ thì hai anh em dễ thương hơn. Đó, nhưng mà nghe nè, hôm nay tự nhiên em đưa anh tới cư xá Thanh Đa này để làm gì? Để ôn lại kỷ niệm xưa à? Dạ không, hôm nay em đưa anh đến cũng như là quý vị khán giả đến để gõ cửa thăm nhà một nhân vật rất là đặc biệt. Và đây là một nhân vật em rất vừa nể vừa thương nữa. Chắc lớn tuổi lắm đúng không? Dạ không, là một cậu bé. Cậu bé. Cậu đã dùng lời ca tiếng hát của mình để đi phục vụ cho bà con, đem cái đồng tiền về để nuôi mẹ bệnh. Thôi mà quý vị hãy cùng theo chân Quốc Thượng và Ngọc Lan đến với nhân vật kỳ này trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Ở đây nè. Đây nè anh. Dạ con chào cô chú. Chào con. Dạ. Chào anh. Em xin giới thiệu hai anh em của em, Quốc Thuận và Ngọc Lan, đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Hôm nay là đến thăm gia đình của mình. Dạ. Xin chào. Dạ. Mời chị nha. Chào con. Chào con. Rồi chú vô nghe. Vô. Tuổi 13 con phải xa gia đình. Là nơi chốn bình yên. Xin chào cả nhà. Nhật ơi, thì giờ con giới thiệu về các thành viên trong gia đình đi. Dạ, con tên là Nguyễn Minh Nhật. Năm nay con học lớp 11. Hôm nay là mẹ con tên là Đức, ba con tên là Thành. Bây giờ hỏi Nhật nè, hỏi Nhật là con tham gia những cái cuộc thi nào rồi? Dạ, cuộc thi đầu tiên là Giọng Hát Việt Nhí. Con thi 2 năm, năm 2017-2018. Thì 2017 là vậy vì con đang vỡ giọng nên là con rớt con giống mặt. 2018 con quyết định con thi lại nữa. Con có được cái giải thưởng. Dạ, con lấy top 10. Đức ơi, cái công việc của Đức hiện giờ đó là gì ạ? Hồi trước thì em là đi dạy, em giáo viên dạy toán lý. Từ năm 2018 là theo Nhật đi thi Giọng Hát Việt Nhí, xong cái là do là em bị biến chứng của bệnh thận, bị u tuyến thận giác. Cái là mổ ở này luôn. Hiện tại thì tình trạng sức khỏe của em như thế nào? Nói chung thì chạy thận cũng lâu rồi, lúc em nhập 16 tháng là em bắt đầu chạy thận cho tới giờ này. Nó chạy càng ngày nó sẽ yếu dần đi. Biến chứng qua nhiều cái khác thì nó sẽ mệt hơn, nhưng bây giờ thì em bị tim, rồi bị huyết áp, rồi bị cơ thể mất khả năng giữ canxi luôn, nên là em hay bị tơ tay tơ chân á, hay bị tụt canxi á, bị xong cái em bị té
tía giờ nó gãy hết cái xương sườn. Em không tự ngồi dậy được, cũng không tự nằm xuống được. Em quanh quẩn cái võng rồi. Nhật này, cái ngày mà mình đi thi là lúc đó con có biết mẹ nhập viện không? Dạ dạ, chương trình giấu con luôn. Xong ngày hôm sau con thi xong rồi, mọi người mới có trao đổi với con, xong rồi mới dắt con đến bệnh viện để gặp mẹ. Là lúc đó mẹ con đang nằm ở trong bệnh viện, xong rồi mặt sưng lên tùm lum tại vì nó bị ứa nước. Giờ vô thấy mẹ tự nhiên con phải nhìn một dập hồi con mới thấy được, mới tìm mới nhận ra mẹ. Cái là con nó ôm lấy mình mà nó cứ hung lung tung ra mặt kìa nè. Nó nhìn mà nó nhìn ra mẹ, nó cứ đích cận lại dài xong kia nó cóc nó ồ là mà nó cứ nó ôm nó hung vậy nè. Cái là những cái hình ảnh mà lúc đó là mình không có nghĩ, mình không có nhớ, mình chỉ nghĩ ôm con thôi. Hạnh phúc lắm em. Anh hồi nãy anh bước vô nhà đó thì anh thấy nè, có tủ đông nè, rồi có mấy cái bịch kẹo rồi nè. Dạ, ngoài ba con đi chạy xe để chạy để kiếm tiền thì mẹ con ở nhà thì thấy con với ba làm vậy nên là cũng tìm công việc này công việc nọ để mà làm kiếm thêm thu nhập. Thì lúc trước là mẹ con có đặt hải sản từ ở quê vào. Thì trong này nhập đồ tươi vào để mà bán để cứ cuối tuần thì thường bán vậy. Online đúng không? Dạ. Con có thể mang những sản phẩm ra đây để mà giới thiệu đây nha. Dạ đây đó. Cái này là túi mẹ con làm. Đã vào sao chuẩn bị ra cho khách làm. Mọi người ơi, mọi người ơi. Trên tay Ngọc Lan và Quốc Thuận đang cầm những cái sản phẩm handmade kẹo. Cái này được gọi là handmade kẹo nha. Kẹo handmade kẹo được làm bằng từ sữa và các loại hạt. Từ sữa và các loại hạt, có rất là nhiều vị để cho mọi người có thể lựa chọn. Và được gói trong những cái bao rất là xinh xắn như thế này. Hoặc là quý vị có thể mua một cái gói như vậy để làm quà tặng cũng được đó. Dạ đây, quý vị muốn đặt hàng thì quý vị hãy liên hệ vào số điện thoại. Dạ 0936 953 986. 0936 953 986. Ngon quá em ơi. Ngon. Ủa Thành ơi, ba Thành chạy xe, tức là chạy xe công nghệ hả? Em chạy Grab anh. Ừ, để lâu chưa? Em chị lúc mới vô là rắp bay đúng không? Rồi bây giờ anh hỏi nè, tình trạng căn nhà này là như thế nào? Dạ, cái đây là nhà thuê nhưng mà trước kia là mới vào là ở gần bệnh viện á. Nhưng mà nhà nó chỉ có khoảng 12 mét vuông. Nên là nó rất là chật, nhà bên lỗ mà sóng điện thoại không có dính lọt được nên là ngột ngạt quá. Cái rồi cái chị báo thanh niên vô thấy nhà ở chịu nói cái cô bé giới thiệu đây. Cô thợ già. Dạ. À, ở đây thuê tháng nhiêu em? Dạ cái đây là 4 triệu. Nhưng mà trước đây công việc của anh ở dưới quê là ở ngoài quê là mình làm gì? Ở ngoài quê là hai vợ chồng trước kia là giáo viên dạy toán. Đến khi mà bà xã vô đây nhập viện á, càng ngày càng nặng dần cho nên quyết định là bỏ việc này đó luôn. Và vào đây đi chạy xe Grab với lại đi dạy gia sư rồi đó. Thường là Nhật đi diễn vậy là ba sẽ đi cùng con hả? Dạ thường nếu mà ba rảnh thì ba sẽ chở đi. Nếu mà nhiều hôm mẹ mệt thì con tự bắt xe. Dạ. À, xô con nhiều không? Tùy lắm cô, tại vì con là đang ở cái lứa tuổi nó đang lỡ cỡ nên là rồi. Thường là con sẽ đi hát vào những cái dịp và có lễ hội hay gì đó. Lúc mới thi xong là con hay đi hát ở chùa. Tại vì là mẹ kêu là khi mà con nhận được nhiều cái sự ủng hộ, tình yêu thương của mọi người thì cái đó giống như một cách để mà con cảm ơn mọi người. Dạ. Hát ở đâu cũng được. Dạ. Miễn nó là một cái nơi để mình thỏa cái đam mê của dạ, mình rồi. Là được rồi. Dạ. Sau chương trình này có lẽ là Lan và anh Thuận sẽ cố gắng để mà kết nối những cái phòng trà hoặc là những cái quán cà phê để cho con hát. Tại vì học lớp 11 là đã hát nhạc người lớn. Đúng rồi. Chứ đâu phải hát nhạc rồi à. Không còn bé bé nữa đâu. Đúng rồi hát nữa nha. Bạn bè rất thương cô, còn có gia đình quá hạnh phúc. Giờ hỏi anh có lo gì không? Đâu lo đâu. Thì đó lo cho bạn Thịnh xong rồi thôi đó. Rồi. Ừ. Gì có cái gì bất ngờ với anh cô? Cường cấm không cô? Thôi nghe anh Cường. Hôm nay á, em mới Lan đến đây ngoài cái việc là thăm anh, nói chuyện với anh thì còn gửi đến nàng một cái món quà bất ngờ. Đúng rồi. Nha. Anh tin là điều này sẽ làm cho anh bất ngờ. Anh thấy không đoán là được đâu. Rồi. Có đồng hồ hả? À, cái đồng hồ đó là món quà. Quà tặng hả? Đó. Cái quà nữa. Anh ăn đi. Mình ăn đi. Ăn xong đi. Bất ngờ được phải ăn xong rồi. Đang có sức bất ngờ. Em đến thèm ngó bộ. Cái chuyện dân riêng order đồ ăn. Đâu rồi.
Kể em đi nghe anh Cường. Đúng rồi. Đôi diễn casino trong chỗ cá bên chỗ casino nó đưa cái phiếu như là tiền mà để mình ăn á, một phiếu như là 50 đô, hai phiếu là 100 đô, đứa bưa ba phiếu vậy, bốn phiếu vậy á, cái cầm uống ăn thì ăn trong cho xô biết bao nhiêu nhà hàng Nhật Tàu này nó đầy uống ăn cho ăn gì đi thôi ăn đây giờ gần kế với casino ăn xong rồi vô đó làm diễn luôn. Ăn nhà hàng Tàu hai vô trong cái thường ăn cái gì rồi mày chén súp ta chén súp chứ diễn tôm thịt bò được rồi. Ăn cái mồi hay cút đầu nữa. Biết đầu kêu. Biết đầu kêu á. Ở đó. Ờ tôi biết, tôi biết nãy đó tôi kêu. Ông Riêm nó biết đúng không? Biết. Ờ. Trong xưa bà nội cha nó nhỏ mì đen ra. Họ kêu nói chuyện gì nhỏ hò cái nhỏ đem ra. Có hai vợ chồng Mỹ ngồi đây nữa kế bây giờ. Đem ra hai con vịt. Hai vịt. Ô mà hai vợ chồng cái nhìn hai ngày không hiểu luôn. Ăn ngay quay luôn. Quay cuối cùng nó nói tiếng Anh hay quá, giỏi quá. Tu súp thành tu đúp đó hai vịt. Tu đúp. Nhà tu đất. Trời ơi, đủ tiền mà. Ừ, thiếu 10 mấy đâu. Thiếu 10 mấy đâu. Mắc cười chết. Sao xưa có đi gì á, đi lấy bài giác gì á, nhắc bà Phụng ha. Kể cái chuyện mà bà Phụng, mà chưa kể cho Ri. Người ta kể chuyện đi cho bạn ta, gọi gãn cá khung hồng ta nghe. Có xong, vô nhà hàng Tàu, vừa bớ vừa bước vô. Thì vô tình thôi mà nó biết Ri đi trước. Bà nói cười cười thì con vịt nó treo, con vịt ba vịt nó treo trước chỗ nhà á, tao được cười cười con ba tôi sấp rồi ô mẹ khỏe rồi mà hiểu ba tôi sấp rồi bà Phụng ba tôi sấp rồi trời bà cũng hài hước quá ha. À, treo đụng lẳng ba tôi sấp rồi mình không có nhớ luôn á, thì á mình sực nhớ đến chuyện Ri rồi Ri nhảy thì không Ri không nhảy ai nhảy. Minh Dương cười chết rồi. Minh Dương hả? Hả? Mà lúc chưa mổ Tường Thân dễ mày bay chưa? Mày chứ sợ lần đầu mới qua mà. Thì đã chưa anh hai. Trời ơi đưa đây. Để không biết tiếng Anh. Ông cầm tới ha. Ông thầy đờn đờn cầm trong cổ. Ông cầm qua xa. Nói chuyện gì vô làm xong nè. Vé nè. Uống gì chưa? Dạ chưa. Tớ uống gì? Dạ em uống cà phê sữa. Tôi uống gì? Em giống nó luôn đi. Ok tao cũng vậy. Nó chờ tao tí. Tụi mình tò mò. Nó sao ông làm vé heo. Nó tiếng Mỹ rất giỏi lắm nè. Thì theo ổng sao? Đập nhỏ với đen. Vô vô. Mình nấp nấp sau lưng. Coffee. And milk. 1, 2, 3. Ly. Đi luôn. Không Minh Dương mà của lão vui sao xua đồ ăn bánh gì bày quá da qua bánh ăn gì không ăn bánh rồi xong mình ăn bánh đậu xanh kia bánh sô cô la này nè sơ sơ mà đi theo ẩm cái đồ sơ giờ kể vui lắm nhận bị trắng rồi xong vui mà chỉ xong nó gấp cái bánh bỏ vô nó vui chỉ đồ gấp rau ra tưởng đổi lại quanh chung chi bánh luôn rồi. Như mà nhiều nhiều cái vô duyên lắm. Ví dụ như tối hôm đó diễn xong ta về đi. Hiểu không? Động à casino mời ăn. Ăn xong rồi ngồi chung ăn xong ăn đi tới Long. Mai bay mấy giờ? Dạ bay 7 giờ anh hai. À, tao với Cường Sơn bay 7 giờ. Ông Sơn hả? Hoàng Sơn mình hả? Bay 7 giờ. Xe mà đi với ai hả? Dạ em đi với bạn em hả? Với tài xế. Rộng rãi tao quá. Cường Sơn đi với tài đời với qua limousine đi. Để một xin xe khách sạn. Xong xuống cái mất 7 giờ. Nhưng mình tới sân bay, xe tới sân bay chưa đến 7 giờ bay. Mới chuẩn bị giấy tờ làm xong check-in. Thấy điện thoại anh hiện lên. Alo, gì anh hai? Trời ơi, Cường ơi, chết rồi. Cái gì anh hai bình tĩnh, chết rồi. Thế rồi, bố mẹ, cái thằng Kim Tư Long nó bay sân bay khác. Đánh đi bỏ lại á à? Cùng giờ mà Mỹ là hai sân bay. Bay sân bay khác. Rồi nó trong bây giờ anh bình tĩnh bây giờ anh chỉ cần tới nói chuyện với nó rồi xong cái thằng taxi chở qua
tao biết tiếng Mỹ tao chết rồi. Cho hôm bữa anh check in của vé bay cho tụi em mua đồ hay quá vậy. Trời ơi, tao nói Việt Nam Mino lít là làm hết. Tao nói anh bình tĩnh. Bây giờ nghe nói là anh có đứa con gái ở Sóc Trăng gì đúng không? Bây giờ nè, anh cầm gọi điện thoại cho con gái anh. Kêu con gái anh chờ điện thoại đưa cho cái thằng nào taxi á. Để cho con gái anh nói chở qua sân bay. Trời ơi, hay quá Cường, hay quá, mày nhớ ra được hay cái. Rồi đó, cho nói chuyện sau trên đường đi. Mình dưới sau leo lên chuẩn bị tắt điện thoại. Hết hai gọi tiếp. Lé sợ ồn, gì hết nay. Ở trong, chết rồi, không biết tao chết hay con sóc, chết rồi gì. Thằng Mỹ đen nó chở vô rừng. Ta đi đường tắt. Đi đường tắt. Bà thấy ông nó nói chuyện chồm, cái thằng Mỹ. Mà nó nhìn kiến chú hậu kìa. Ông kia là mình tưởng tượng á, ông kia đã phá nhìn kiến chú hậu mà thấy sao thằng này nó có khôn xuống hoài à. Khôn xuống hoài, đâm mình lúc nào á. Ông kia nghe người hỏi mà có khôn. Ông kia gì vậy, cái gì. Trời ghê quá, đủ mới đi với tao lúc nào. Chạy vô rừng không hả, được tắt. Thằng cuối cùng nhá, ông tới không? Tới, trễ chứ bay. Bay xong rồi nó bị delay xong rồi. Delay xong rồi về tới Cali á, là cái live show của ổng á, 8 giờ, trễ tới 1 tiếng rưỡi. Trong 1 tiếng rưỡi, từ 8 giờ mở màn đến 9 giờ rưỡi mở màn. Tiếng rưỡi sổ xuống. Mình hỏi, ủa sao anh hai